dự kiến ngày 26 tháng 8 khởi công nhà ga sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Chiều ngày 23 tháng 8, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Lại Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, chủ đầu tư, cho biết, dự kiến ngày 26 tháng 8 tới, nhà ga hành khách sân bay Long Thành và nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng sẽ được ACV khởi công. Theo đó, nhà ga sân bay Long Thành được xây trên khu đất rộng 150 ha, thiết kế hai luồng đi và đến tách biệt, gồm một tầng trệt và ba lầu, đỉnh mái cao gần 46 mét, bố trí 40 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga dự kiến hoàn thành và khai thác trong năm 2026. Hiện, đơn vị trúng thầu vẫn chưa được công bố, song đến nay chỉ có một liên danh nhà thầu vượt qua vòng chấm thầu kỹ thuật. Nhà ga hành khách có giá trị lên tới 35.000 tỷ đồng, được xem là trái tim của sân bay Long Thành với hình ảnh hoa sen sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế như mái, góc nhìn mặt chính, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục. Điểm nhấn kiến trúc là ô lấy sáng và ô thông tầng trung tâm nhà ga, nơi bố trí thác nước nhân tạo và cảnh quan sân vườn. Theo đại diện ACV, công trình được thiết kế và xây dựng bằng công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không với vật liệu có độ bền và tính thẩm mỹ cao. Cùng với nhà ga, hạng mục đường cất hạ cánh dài 4.000 m, rộng 45 m với hệ thống hai đường lăn song song, 6 đường lăn thoát nhanh kèm các đường lăn nối và một số công trình phụ trợ khác cũng được khởi công dịp này. Sân bay Long Thành công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng, khoảng 16 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ USD. Trong ngày 26 tháng 8, nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất gồm các hạng mục, nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn phía trước cũng được khởi công. Công trình có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 20 tháng, khai thác từ quý 2 năm 2025. Trong đó, nhà ga hành khách gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nồi, tổng diện tích sàn xây dựng 112.500 m². Nhà ga có 90 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy gửi hành lý tự động, 42 kiosk check-in, 27 cửa ra tàu bay, 13 cửa ống lồng và 14 cửa bằng xe bus, 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Sau khi hoàn thành, nhà ga T3 sẽ phục vụ quốc nội với công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, khai thác được tất cả máy bay cốt C và cốt E, các loại máy bay thân rộng.